Đây buổi sáng nó mệt và đói nữa. Buồn ngủ các bạn. Tối 12 giờ mới ngủ. 12 giờ mới ngủ, sáng phải 4 giờ 50 phải dậy rồi. Nhưng mà rất là đói. Mình đi taxi lên đây mình cũng may là check in xong rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ ghé quán phở kia mình ăn. Ăn một cái. Cái phòng đói lên xong lên máy bay ngủ. Mình sẽ bay ra Chu Lai. Chắc là có mặt tại Chu Lai tầm khoảng 10 giờ, 8 giờ 20 bay, chắc là khoảng 10 giờ tới. Ok, để bộ đó quay có gói gì anh nha. Ở đây là phải xếp hàng các bạn. Cho em ngàn mâm ấy. Hàng hiện tại cũng có rất là đông khách luôn. Cho phở đi. Tái nạ bắp hay bò viên anh? Bắp đi. Dạ, đấy tôi lớn hay tôi vừa? Tôi vừa. À, tôi bán suối nước ngọt, cà phê gì thêm không anh? Cho anh nước cam đi. Dạ, đá đường thì đủ không anh? Ít đường thôi. Ít đường có đá. Tôi vừa luôn anh. Dạ, 135 nghìn. Kiều ơi, em chia đôi bỏ. Em chia đôi bỏ. Ờ, cảm ơn em. Order xong rồi mọi người đây. Tôi phát cho bạn một cái số giống như là đường ở cà phê vậy đó. Thì đợi nó ra order một mình order là một phở bắp với lại một nước cam. Uầy, nước cam 75.000 còn đắt hơn cả tô phở nữa. Tô phở là chỉ có 60.000 thôi, cam là tới 75.000, cam mất hơn phở nữa các bạn. Đây tổng hóa đơn của mình, nói chung là vào đây thì sân bay lúc nào nó cũng sẽ giá nó sẽ cao hơn ở bên ngoài các bạn, tại vì nó có nhiều yếu tố để cộng thành một cái sản phẩm á, mặt bằng ở đây thuê nó cũng mắc nữa, đó nên là giá thành thì cũng tạm được, cũng không có gọi là quá mắc so với chỗ này. Mình sẽ ăn thử xem nó như nào. Thực ra là ăn ở đây rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ quay vlog hết. Buổi sáng của mình các bạn, một ly nước cam này, phở này. Thank you.
Được thôi, chứ không phải không ngon, không phải ngon xuất sắc. Rất là đông người ăn luôn, tại vì đi chặn sáng sớm thì mấy cái quán ăn sáng là phải chưa mở nên là không có đồ để ăn sáng, nên là phải vào đây rồi chắc ăn xong rồi vào đây ăn. Nói chung là ăn ở đây thì cũng như ăn tạm lắm, tại vì có nhiều người ta không có thói quen nhịn ăn buổi sáng, nên là nếu như mà không ăn sáng thì nó sẽ rất là đói, khó chịu giống mình nữa. Hay là ăn vô đây giống như ăn tạm, nó cũng không có là hy vọng gì có ngon, nhưng mà cũng có cái là lót giả. Đây nước cam 65.000, mắc hơn tô phở. Theo giờ thì tầm khoảng 8:20 mới boarding time, là lên máy bay. Bây giờ là 7:00, tức là gần 1:30 nữa mới lên máy bay. Chắc mình sẽ nằm nghỉ ở đây một xíu, xong rồi đây là cổng số mấy đây? Cửa đây là số 2 thì ngay đây rồi, nên là mình sẽ nghỉ một xíu. May là có chuẩn bị cái gối hơi này, giờ phải thổi vào như vậy. Thổi như thế nào trời. Đó, thổi xong thì phải gài lại nha, tại vì các bạn nằm xuống thì nó sẽ bị đấy. Lại là một món quà của Ace, cảm ơn Ace rất nhiều. Đó nó vậy, nhưng mà bây giờ mình sẽ kê cái này và mình sẽ ngủ một xíu, mình sẽ nằm nghỉ một xíu ở đây, tại vì cái băng ghế ở đây nó dài, nó khá là vắng đó, nên là ít người ngồi, nên là mình sẽ nằm ở đây một xíu để chờ lên máy bay thôi, chứ ngồi cũng chả biết làm gì ở đây. Ok, đang ngồi xe về thành phố Quảng Ngãi. Nếu như mà từ sân bay Quảng Ngãi
muốn đi Sa Kỳ thì có một cái chuyến xe bus nó sẽ đưa cho các bạn vào thành phố Quảng Ngãi, sau đó từ thành phố Quảng Ngãi các bạn đi taxi hoặc là xe bus ra Sa Kỳ, thì đó là cách gọi là tối ưu nhất. Tại vì hoặc là các bạn cũng có thể là kiểu như là thuê xe trọn gói nhưng mà giá nó hơi cao. Nhưng mà đi xe bus này thì nó có 35.000 vào thành phố Quảng Ngãi. Cho các bạn. Phía sau là xe này khá to và chỉ có 35 người là về thành phố Quảng Ngãi thôi. Thì từ thành phố Quảng Ngãi có thể đi xe taxi hoặc là xe bus để ra Sa Kỳ được hết. Hiện tại là cũng rất là nắng, 34 độ, nắng lắm luôn á, cho các bạn coi nha. Saki đi Lý Sơn hiện tại đang khá là đông ở đằng sau và khá là đông này, người đằng sau này. Và mình vừa lấy cái vé tàu super, chứ không phải là tàu super đông, mà giá vé là 160.000. Mình đi lần này là lần thứ 3 đi Lý Sơn rồi, mình chả nhớ là hai lần trước là lần bao nhiêu nữa. Lần đầu tiên là lần 2013, lần tiếp theo là 2016 hay 17 gì đó, và lần này là lần thứ 3 mà mình đi. Lúc nãy mà di chuyển từ sân bay về thì đi xe bus về thành phố Quảng Ngãi, rồi mình thuê một chiếc taxi ra tới đây luôn, tại vì giờ tàu đi gấp nên thôi mình thuê taxi luôn cho mình không đi xe bus ra nữa. Nên là từ thành phố Quảng Ngãi mà mình đi cái taxi đó giống như xe riêng đó các bạn, giá 250 á, không biết là mắc hay rẻ nè, nhưng mà thôi tại vì đang rất là nắng và đứng giữa đường nên là mình quyết định là thuê luôn cho rồi, cũng không có trả giá gì hết. Và mình tàu mình là xuất phát lúc là 12:30 nhưng mình bây giờ tàu vẫn chưa tới. Hình như là một ngày tầm đâu đó khoảng 5-6 chuyến thì phải, không nhớ chính xác bao nhiêu, xíu nào mình sẽ hỏi lại nha các bạn coi. Vé 160 nha, đi thì chắc tầm khoảng 30 phút là tới à, tại vì nó cũng gần, không như là Phú Quý hoặc là Phú Quốc, nó xa hơn, còn ở đây nó gần. Bây giờ lên tàu rồi các bạn, bây giờ sẽ lên tàu, tàu mình là Super Dong 2. Chưa đâu. Đã đi ra chỗ em rồi nè. Phải đứng lại đúng không? Không lên luôn mà. Đi chị em ơi. Đây là tàu Super 2 Biển Đông. Như ở đây nó có Vietjet với lại Super 2 Biển Đông hay sao. Thì đây là Super 2 Biển Đông. Như cái tàu nó thấp hơn cả cái bờ kè. À, nước kia là Vietjet. Bây giờ mình sẽ lên tàu
Super 2 Việt Nam. Ây da, nắng quá. Đây là một cái tàu khác luôn, An Việt Express. Thì cũng là đi Lý Sơn luôn các bạn. Cái này như là to hơn. Và đang ngồi rất phải tâm mấy 64 thì dưới kia thì đang bị ngủ, tại vì cái tàu này thì nó chạy đoạn ngắn nên là ghế nó cũng bình thường, nó cũng không có quá hiện đại giống như là tàu Superdong, nên là nhìn ghế nó ngồi bình thường thôi các bạn. Để mình quay các bạn coi cái ghế. Super Biển Đông này như là tàu chạy nhanh nhất cái chặng mà Sa Kỳ ra Lý Sơn, đâu đó tầm khoảng 30 phút thôi các bạn. Nhìn như là các tàu khác thì chạy hơn tầm 1 tiếng hay sao, mình cũng không có nắm chính xác, nhưng mà cái tàu Super Đông này là Super Biển Đông chứ không phải là Super Đông, chạy nhanh nhất. Mà nếu các bạn mà đi Lý Sơn thì nên đi tàu này nhé, vì tiết kiệm thời gian, mà nếu như mà bạn nào bị say sóng thì cũng sẽ không có ngồi trên tàu lâu, nên là dễ đi nó tiện lợi hơn. Bây giờ tàu chuẩn bị xuất phát rồi và ghế nó cũng không full hết, tại vì đang vào không phải là cuối tuần nên là còn khá là nhiều ghế trống, mà mình cũng đang ngồi một hàng ghế là riêng của mình luôn. Ở ngoài kia thì có bong tàu, xíu nữa mình sẽ ra bong tàu coi rồi. Hello. À, xuống rồi anh.
bạn là bao nhiêu con? 4 lần 5 tăng 2. Con mày thì làm cái gì? Cái này hấp thật là nướng. Hấp thật nướng. Hôm nay là mình kêu một con tôm hùm tầm khoảng 4 lạng 500 mấy. Chắc là chị ăn con tôm hùm đó thôi. Nói chung là anh cho biết một ký tôm hùm nhỏ ở đây tầm khoảng là 1,2 triệu, còn ký tôm hùm to tầm khoảng 1,4 triệu. Tôm hùm nướng ở đây là cái quán ngay bờ kè của Lý Sơn nên là gió nó rất là mát, nên là đi một mình thì hơi khó ăn, hơi khó gọi món, nhưng các bạn đi đông người thì có thể ăn được một người. Con tôm hùm của mình 4 lạng đó bạn, 500.000. Đó, bữa tối của mình là như vậy thôi. Tại vì cũng lâu rồi không ăn tôm hùm nên là mình muốn thử. Ở đâu thử xem nó như nào nào. Đây là miếng tôm hùm này. Ăn thử xem như nào. Ăn không thịt nó dai lắm ạ, ngọt. Tự chấm với lại mắm thôi. Tại vì tôm tươi nên là thịt nó khá là ngon, dai, không có bị bở. Nếu các bạn mà đi đông á, mình nghĩ là anh sẽ được nhiều món hơn. Bởi vì ở đây người ta cũng bán nhiều món nhưng mà không để giá, là mình chả biết là giá bao nhiêu. Mình ra ngày đầu tiên chắc là mình chỉ ăn thử một lần thôi, không biết thôi. Tại vì lâu không ăn tôm hùm, với lại ăn thử tôm hùm ở Lý Sơn để review cho bạn coi. Ăn con này là vì nó cũng không có no mà mắc nữa, giá thì nó cao ấy, 500.000 nó cũng không có no. Tại vì hồi chiều mình có ăn trái bún lúc vịt rồi nên là hơi no no, nên bây giờ ăn để biết thì cũng coi như là quay vlog review luôn. Hết rồi, nó chỉ có từng nó thịt thôi, cho bạn coi nha. Ăn xong còn toàn vỏ, xong buổi tối rồi đấy. Buổi tối thì giá 500.000. Đó là cái việc mà tác hại của đi du lịch một mình đấy. Ăn không được nhiều, tức là ăn không được nhiều món. Thứ hai là muốn ăn những cái món thì nó giá nó cũng cao, không phải xe ra, không bay để xe ra. Nhưng mà thôi kệ, cắn lưng bụng ăn một con cho nó biết ha. Rồi những ngày sau mình sẽ ăn mì gói, ăn mì quảng, bỏ qua phần hải sản đi. Xong buổi tối rồi, bây giờ về chắc là sẽ ngủ, mai có việc.
xe bus về Quảng Ngãi, xong rồi đi taxi về, taxi ra cảng Sa Kỳ, xong rồi đi từ cảng Sa Kỳ